Một ngày nọ, có một người thương nhân gốc Ấn Độ tên là Chu Ravi, vừa mới chuyển đến một vùng quê để bắt đầu kinh doanh. Chú mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cạnh cửa hàng của anh Minh, một người Việt đã kinh doanh ở đó từ lâu. Anh Minh cảm thấy lo lắng khi thấy có đối thủ mới xuất hiện. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Minh quyết định giảm giá để thu hút khách hàng. Anh treo biển trước cửa hàng với thông báo, giảm giá tất cả sản phẩm 20%. Ngày hôm sau, Chú Ravi cũng treo biển với mức giảm 25%. Anh Minh không thể chịu đựng nổi nên vội vàng hạ giá xuống 30%. Chú Ravi không chịu thua và ngay lập tức treo biển giảm giá 35%. Sau vài ngày, anh Minh cảm thấy không còn cách nào khác nên đã chạy sang cửa hàng của chú Ravi và hỏi. Chú bán hàng kiểu gì mà giá cả cứ hạ liên tục thế? Cả hai chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu cứ tiếp tục như thế này. Chú Ravi chỉ cười và nói. Thực ra, tôi không bán hàng với giá thấp, khi khách hàng vào cửa hàng, tôi nói rằng sản phẩm của tôi đã hết hàng và mời họ qua cửa hàng của anh để ủng hộ. Vậy nên, người thiệt thòi đâu phải là tôi. Anh Minh nghe vậy thì ngớ người, nhận ra rằng đôi khi chiến lược kinh doanh cần linh hoạt hơn là chỉ dựa vào giá cả. Để học hỏi những bài học quý giá và chiến lược hàng đầu về kinh doanh, từ kênh Vietpreneur, Vietnamese Entrepreneur Network, hãy nhấn vào nút subscribe để nhận những video mới nhất và chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi nâng tầm cao Việt